Đối với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, 10 năm tù giam, 5 năm quản chế. Đối với nhà báo tự do Tạ Phong Tần, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Đối với blogger Anh Ba Sài Gòn, Phan Thanh Hải. Luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ pháp lý cho blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, nói rằng phiên tòa hôm nay không có sự hiện diện của thân nhân ông Nguyễn Văn Hải, cũng không có sự đối chất giữa luật sư với đại diện viện kiểm sát, được hiểu như phía công tố. Đức chính là của ông Lê Xuân Lăng, đức chính chính. Theo tôi thì ông chẳng ảnh hưởng gì đến nhiều. Trong cái quyết định xét xử nó không có thành phần của thân nhân hơn nữa thân hải. Với bên tòa thì có thể nhớ là phiên tòa không sai, nhưng mà tôi không hiểu lý do làm sao mà thân nhân họ không được đến. Tại tòa thì tôi có bảo vệ trình bày cái trình bày bổ chữa và tôi có nói rằng theo quan điểm của tôi thì ông Nguyễn Văn Hải là không có tội là bị trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải, nhưng mà kết quả thì nó là như thế. Tòa không chấp nhận, kết quả hôm nay không có xe đối đáp giữa luật sư và đại diện viện kiểm sát, hiểu đó là cái công tố. Trước ngày diễn ra phiên xử 24 hôm nay, bà Dương Thị Tân, vợ blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, là người bị công an ngăn cản bằng cách gửi giấy mời từ thứ Sáu tuần trước, yêu cầu 7 giờ sáng ngày 24 lên làm việc liên quan đến tội gây mất trật tự ở Bạc Liêu hôm 16, tức là ngày bà cùng với Linh Mục Lê Ngọc Thanh và cô Lưu Thị Thu Trang xuống Bạc Liêu cúng thất tuần bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ blogger Tạ Phong Tần. Đến sáng nay, ngày xử ba blogger điếu cày Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn, bà Dương Thị Tân đã bị bắt về đồn công an phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay mọi người tản bộ đi từ nhà thờ Cái Hòa ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thế là đi đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị chặn lại, họ lôi đến công an phường 6, quận 3. Tất cả mọi người sau đó họ chở từng người một đi đâu không biết. Và bây giờ còn một mình Tân đang ở chỗ công an phường 6, quận 3 đây. Hai chị em cô Tạ Cửu Phụng và cô Tạ Minh Tú đưa lên xe đi đâu tôi không biết luôn. Trưởng công an phường 6 quận 3 Trần Song Nam đang chỉ đạo cho người và lột cái áo mình đang mặc. Cái áo mình là cái áo tự do cho người yêu nước, chỉ đạo lột áo ra để mặc cái áo khác. Vào khi nói chuyện với đài Á Châu Tự Do lúc sớm, bà Dương Thị Tân không hề biết cho tới lúc được báo là Nguyễn Chí Dũng, con trai của bà và blogger điếu cày cũng đã bị bắt đi đâu không rõ. Yến, em ruột Nguyễn Chí Dũng, xác nhận anh trai bị bắt trong lúc mẹ không có nhà. Sáng nay khoảng tầm 6:40, anh Dũng chở con đi học, thì ra đến cửa bị công an chặn. Anh Dũng bị thấy ông công an mặc thường bắt đi, hình như là bắt lên công an phường. Không chỉ biết là ông đã nói anh Dũng là đi về lên phường thôi. Trên đường dây gọi về đồn công an phường 6 quận 3, nơi bà Dương Thị Tân bị giam, trưởng đồn Trần Phong Nam bắt máy. Alo. Anh Trần Phong Nam phải không ạ? Vâng. Tôi là Thanh Trúc, là phóng viên của đài Á Châu Tự Do. Tôi có được nghe là mấy ông bắt người ta. Điện thoại của hai người em blogger Tạ Phong Tần là Tạ Khởi Phụng và Tạ Minh Tú đều bị gián đoạn từ sáng. Trong lúc cô Lưu Thị Thu Trang cho hay. Lúc hơn 7 giờ sáng nay sau khi em chở đứa con em đến trường học á, thì em đi ra độ khoảng chừng hơn 10 mét thôi. Ba công an bắt đơn độc cho em và họ tuyên bố bắt em đưa về đồn. Lý do là em gây rối. Nói là bây giờ nói rõ là làm một quyết định là chị đi. Thì họ mới nói là bây giờ yêu cầu chị đi về nhà hoặc là về đồn chứ không có được ra tòa. Là họ chỉ định đưa về đồn công an phường 1. Nhưng mà họ điều tra thì xe không có. Và cuối cùng họ cử đơn một viên an ninh gửi đến và thuyết phục em là nên quay về nhà. Chứ được ra tòa án thì tại em vẫn còn đưa những cái chứng minh họ đưa em cắm này đó mà đưa. Người thứ ba bị ngăn chặn là kỹ sư Đỗ Nam Hải, mà từ thứ năm tuần trước đã bị bắt về làm việc tại đồn công an phường 9, quận Phú Nhuận. Sau khi mà tôi đưa đến cháu trai đến trường xong rồi thì tôi cũng chỉ bị họ chặn lại. Tôi đi thì họ đi kèm bên cạnh. Khi mà tôi chuẩn bị quẹo từ Phú Nhuận về hướng quận 1 để đi về của phía tòa án ấy, thì họ chặn lại, họ không cho đi. Họ bảo rằng là anh có đến đấy thì chúng tôi cũng mời anh về. Hôm thứ năm họ giữ tôi lại công an phường 9 của Phú Nhuận, đưa cho tôi một cái quyết định xử phạt hành chính là 1.500.000 đồng. Thì trong tất cả 6 lần trước đó và kể cả lần này là lần thứ 7, tổng cộng số tiền phạt là 93 triệu. Họ vẫn cứ tiếp tục gây phiền nhiễu và nát hành hạ tôi từ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Ngay sau khi phiên tòa hôm nay vừa chấm dứt thì từ đồn công an phường 6 quận 3, bà Dương Thị Tân thuật lại như sau. Họ vừa rồi tôi ra khỏi đồn công an cách đây chừng 20 phút thì họ bảo tôi về trước đi để cho con tôi về sau. Tôi quyết định là không về vì rất là lo sợ cho cái việc mà người ta giữ con tôi lại. Cũng vào công an phường 6 quận 3 nhưng cháu bị ngồi ở một cái phòng khác. Khi mà tôi không đồng ý thì họ vào họ yêu cầu là con tôi phải cởi áo ra thì sẽ cho về. Họ cho 5 người vào lột áo con tôi ra.
con này khoác lên người con tôn giáo khác nhưng mà chống thích khoác cho không mặc. Sau đó nó xuống lại, nó định đánh nhất. Tôi mới la lớn lên thì có công an phường tức là muốn văn kiện ạ. Quay ra chửi mặt tôi chửi. Tôi xin lỗi, tôi nói nguyên văn là tự do cái con dịch mẹ này tôi bằng gãy cổ bây giờ. Để khó công an phường 6 quận 3 trung tá Vũ Văn Nghĩa chửi như thế. Chúng nó tô và chúng nó đẩy tôi ra đường, nó chua như mình chua ta ấy chị ạ. Vẫn cần nhắc lại, ba người được đưa ra làm chứng trong phiên tòa xử ba blogger hôm nay là Lê Xuân Lập, Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Huy Cường. Trong ba người này, chỉ có Nguyễn Tiến Trung là đang ở tù với bản án 7 năm. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan. Quay ra, chửi mặt tôi chửi. Tôi xin lỗi, tôi nói nguyên văn là tự do cái con dịch mẹ này tôi bằng giấy cổ bây giờ. Đấy, khó công an phường 6 quận 3 trung tá Vũ Văn Nghĩa chửi như thế. Chúng nó tô và chúng nó đẩy tôi ra đường, nó chua như mình chua ta ấy chị ạ. Vẫn cần nhắc lại, ba người được đưa ra làm chứng trong phiên tòa xử ba blogger hôm nay là Lê Xuân Lập, Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Huy Cường. Trong ba người này, chỉ có Nguyễn Tiến Trung là đang ở tù với bản án 7 năm. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan. Như quý vị đã theo dõi, ba blogger Tiếu Kỳ, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn lần lượt bị tuyên án tù từ 12 năm, 10 năm và 4 năm tù giam. Ngoài ra, mỗi người còn phải chịu nhiều năm quản chế sau đó. Thân nhân của blogger nói gì về bản án nặng nề dành cho người thân của mình? Khánh An hỏi chuyện anh Tạ Hòa Phú, anh của blogger Tạ Phong Tần, và được anh cho biết tình hình sau phiên tòa hôm qua 24 tháng 9, anh đã mất liên lạc với các anh chị em khác là những người đi tham dự phiên tòa. Công an bắt giữ hết mấy người thịt trộm rồi, kể cả là bây giờ không nhận được thì không biết là nhớ có đâu. Tạ Minh Tấn, Tạ Khởi Phụng, Tạ Minh Tú, chị Tân á, mất liên lạc hết bốn người nó luôn rồi. Anh Tạ Hòa Phú cho biết các anh chị em phân công anh ở nhà coi nhà, còn những người khác sẽ đi từ Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh để tham dự phiên tòa được nói là công khai xử chị Tạ Phong Tần và hai blogger khác. Nhưng qua theo dõi tin tức trên mạng và từ những người quen, anh được biết tất cả anh chị em của mình đã bị công an bắt giữ từ khi họ còn chưa đến được tòa án. Trả lời từ phiên tòa xét xử cũng như bản án 10 năm dành cho chị Tạ Phong Tần, anh Tạ Hòa Phú cho biết anh có cảm giác như mình không còn quyền được nói nữa. Và dự án của người ta là quyền lực của người ta, mình không có thắc mắc được gì, nên tôi muốn làm nhưng tôi làm nhưng nói sao giờ không có nói được, nói cũng vậy thôi, tốt thôi, bây giờ đứng thông chỗ này luôn rồi nè. 100,000 con người ra lên như vậy mà nó thấy như đôi nghe như biết, nhưng mà mình nói lên được gì bây giờ nữa. Lên thì nó dân bẫy, nó bắt mình, bây giờ nói là mình không có đường nào mình nói hết trơn á. Mình không có quyền nói mà. Không còn nhân từ là để nói với ổng nữa đó, mà mình nói cho nó không sẽ cầm đầu mình nữa. Nó có trốn, chúng nó đắt mẻ, nó dám nói thôi. Theo anh Phú, bản án nặng nề dành cho chị Tạ Phong Tần cũng như hai blogger Điếu Cày và anh Ba Sài Gòn là một hành động thêm nữa của chính quyền để dồn những người dân muốn nói tiếng nói của sự thật vào bước đường cùng. Anh nói, không thấy là đúng rồi, đâu có gì nghiêm trọng như lắm đâu, nhưng mà cái này nó cố tình nó làm như là con những muốn dồn mình vô cái con trò chết vậy đó. Bạn đọc miệng mình lại thôi, không có gì sao nhé. Blogger Tạ Phong Tần là chủ trang blog Công Lý và Sự Thật, cũng là thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với hai blogger Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải. Cô nguyên là một sĩ quan công an, sau khi viết hàng trăm bài viết tố cáo về những tiêu cực trong ngành công an cũng như các vấn nạn nổi cộm trong xã hội, blogger này đã bị bắt đi vào tháng 9 năm ngoái. Trong thời gian bị giam giữ, mẹ của cô là bà Nguyễn Thị Liên đã tự tiêu và qua đời vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Chính quyền cho rằng nguyên nhân bà Liên tự thiêu là có liên quan đến việc khiếu kiện tranh chấp đất đai với hàng xóm. Thế nhưng anh Tạ Hòa Phú cho biết. Thầy cũng điều trị á, bà mẹ em mới làm như vậy tôi chứ. Đó, ở đây mà dù cho nó xúc mít sống gần đi nữa, có bức xúc đi nữa thì cũng đâu có đi tới con đường đó đâu. Trở lại với phiên tòa xét xử ba blogger, cho đến 10 giờ tối cùng ngày, gia đình của blogger Tạ Phong Tần vẫn chưa nhận được tin tức gì về những người thân đã bị công an bắt đi. Trong khi đó, chị Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cùng với con trai cũng đã bị bắt đi cùng một lượt và hiện đã thả hai mẹ con ra sau khi lột chiếc áo có biểu ngữ kêu gọi tự do mà con trai của anh Điếu Cày đang mặc trên người. Dư luận trong nước và quốc tế đều lên án nhà nước Việt Nam về bản án dành cho các blogger trên.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và nhiều tổ chức quốc tế cũng đã có văn bản chính thức lên tiếng can thiệp về trường hợp của ba blogger trên. Sau nhiều lần trì hoãn, vào sáng 24 tháng 9, phiên tòa xét xử ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn đã diễn ra. Mức án cao nhất dành cho blogger Điếu Cày là 12 năm tù giam và mức án thấp nhất là 4 năm tù giam đối với anh Ba Sài Gòn. Giới blogger trong nước nói gì về phiên tòa xét xử và bản án tù dành cho ba blogger này? Hòa Ái tường trình trong phần sau. Vào sáng ngày 24 tháng 9 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử ba blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù là phiên tòa công khai, nhưng thân nhân của các bị cáo, các blogger và người dân đến tham dự phiên tòa đều bị công an ngăn cản và bắt giữ. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng với ba mức án dành cho ba blogger, gồm mức án 12 năm tù giam đối với ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, mức án 10 năm tù dành cho bà Tạ Phong Tần và mức án 4 năm tù dành cho ông Phan Thanh Hải, tức anh Ba Sài Gòn. Khoảng 7 giờ sáng, blogger Huỳnh Công Thuận, người từng cùng blogger Điếu Cày xuống đường phản đối Trung Quốc vào năm 2008, bị công an chặn lại trên đường đi ăn sáng và bị giữ tại đồn công an phường 2 quận Tân Bình. Trong thời gian ở đồn công an, blogger Huỳnh Công Thuận tường thuật lại việc anh bị bắt giữ với mặt lăng của đài chúng tôi, nhưng công an yêu cầu tắt điện thoại. Đến khoảng sau 2 giờ chiều, anh Thuận được cho về nhà. Anh Huỳnh Công Thuận nói với đài AFA khi vừa về đến nhà sau hơn 5 giờ đồng hồ bị công an mời đến làm việc. Nói làm việc thì nhiều khi mình nghe mắc cỡ quá à. Có làm cái gì đâu, mất vô ngồi đó rồi cách ly mình ra, không có cho mình nói là mấy cuộc điện thoại đầu đó thì đi vô đó thì tôi vẫn sử dụng điện thoại đó, rồi có báo cho anh em biết là tôi bị giữ rồi. Lúc đó nó không cho nghe thì phải trả lời điện thoại nữa. Lúc đó điện thoại của mà cái công an phường đó thì bị người ta gọi vô quá, không có vô nó nói tôi tại sao làm sao mà nói người ta là chuyện như luôn đó. Tôi có nói gì đâu thì anh bắt tôi cho đây ngồi đi ấy, tôi ngồi với anh ở đây tôi có nói được cái gì đâu. Nó không hỏi sao tôi nói vậy thôi. Chắc chắn là nó không cho mình đi ra với ngoài kia đâu, chắc cái gì.